đẳng cấp các cụ già Việt Nam làm gọi siêu máy bay Mỹ, cả thế giới phải nể phục. Quý vị và các bạn thân mến, tại dãy núi Linh Trường Hùng Vĩ có Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường, Thanh Hóa. Họ đã làm nên kỳ tích bắn rơi một máy bay F-4H của Mỹ vào ngày 14 tháng 10 năm 1967. Sau đó 10 ngày, trên cao điểm 201 của dãy núi này, các cụ lại bắn rơi một chiếc máy bay AD-6 của giặc Mỹ. Vậy đẳng cấp các cụ già Việt Nam làm gọi siêu máy bay Mỹ bằng thứ lạc hậu khiến cả thế giới nể phục như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường. Trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, Linh Trường chính là vật chuẩn để các phi công Mỹ xác định đường bay từ biển vào đánh phá cầu Hàm Rồng và đất liền Thanh Hóa. Nơi đây có vị trí sung yếu và tính chiến lược quan trọng bậc nhất của xứ Thanh và miền Bắc trong các cuộc chiến tranh. Đầu năm 1967, phong trào bắn rơi máy bay Mỹ lan rộng khắp các vùng núi Trung Du, ven biển trên địa bàn tỉnh. Ngày 16 tháng 6 năm 1967, Trung đội Dân quân nữ xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc dùng súng bộ binh bắn rơi một máy bay Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Trung đội nữ dân quân xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia cũng bắn rơi một máy bay Mỹ. Thấy con cháu liên tiếp lập công, với tinh thần giặc đến nhà, trẻ già đều là chiến sĩ. Không quản tuổi cao, sức yếu, các cụ lão dân quân Hoàng Trường viết quyết tâm thư gửi lên lãnh đạo cấp trên, đề nghị thành lập một đơn vị pháo để chiến đấu bảo vệ xóm làng. Tại hội nghị, các cụ phụ lão trong xã, tất cả 150 cụ đều xung phong tham gia. Đảng ủy và ban chỉ huy quân sự xã xét chọn được 18 cụ. Các cụ còn lại được giao trực chiến tại địa bàn thôn, xóm, thực hiện triệt để phương châm. Mỗi đơn vị sản xuất là một pháo đài chiến đấu, mỗi gia đình là một công cụ an toàn, mỗi cánh đồng là một trận địa. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường được thành lập gồm 20 cụ. Người nhiều nhất là 69 tuổi, mà ít nhất là 49 tuổi. Do cụ Lê Văn Hợp chỉ huy, trang bị một số súng bộ binh và 3 khẩu 12,7mm do bộ đội hải quân tặng. Sau 15 ngày được cán bộ tỉnh đội và huyện đội trực tiếp là bộ đội hải quân huấn luyện, Trung đội làm lễ xuất kích, trực chiến trên cao điểm 201. Các cụ già diệt máy bay Mỹ. 12 giờ ngày 14 tháng 10 năm 1967, một tốp 2 chiếc F-4H từ hướng biển bay vào lượn qua trận địa. Chiếc thứ nhất bị pháo cao xạ của bộ đội đón đánh. Các cụ không nổ súng. Chiếc thứ hai thấy không bị hỏa lực của bộ đội ta uy hiếp nên tỏ vẻ hung hăng, bổ nhào xuống thấp, đợi máy bay vào đúng phần tử bắn. Các cụ bình tĩnh theo lệnh chỉ huy, đồng loạt nổ súng. 3 khẩu 12,7mm rung lên với 92 viên đạn chính xác, kết liễu số phận chiếc máy bay. Đây là chiếc máy bay thứ 2.400 bị bắn rơi trên miền Bắc. Ngày 17 tháng 10 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng thưởng huân chương quân công hạng 3 và gửi thư khen Trung đội Lão Dân Quân xã Hoàng Trường. Trong thư, Bác viết: "Tôi rất vui mừng được tin, ngày 14 tháng 10 vừa qua, các cụ đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2.400 bằng súng bộ binh. Tôi nhiệt liệt mừng chiến công vẻ vang của các cụ. Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, các cụ đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là tuổi cao, chí càng cao. Đây là một gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chúc các cụ khỏe mạnh, tiếp tục sản xuất tốt, chiến đấu giỏi, lập những chiến công mới." Sau đó, Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường lại bắn rơi thêm một chiếc AD-6 của giặc Mỹ. Đây là Trung đội Lão Dân Quân đầu tiên và duy nhất trên miền Bắc bắn rơi máy bay phản lực Mỹ bằng súng bộ binh. Chiến công của các cụ lão quân đã làm nức lòng đồng bào trong tỉnh, rạng ngời khẩu hiệu thiêng liêng, sông Mã kiên cường, lạch Trường dậy sóng, góp phần cùng với quân dân cả nước tạo nên những ngày đen tối nhất của không lục Hoa Kỳ. Với thành tích xuất sắc liên tiếp đó, ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những người tham gia Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường ngày ấy giờ đây không còn nữa, nhưng chiến công bắn rơi hai máy bay Mỹ bằng vũ khí thô sơ sẽ còn lưu truyền mãi. Với lòng yêu nước và sự mưu trí,
những con người bình dị nơi cửa biển ấy đã điểm thêm một dấu son trong bản hùng ca của lịch sử chiến tranh nhân dân Việt Nam. Địa danh lưu dấu ấn lịch sử thời chống Mỹ. Khắc ghi công lao của những người cao tuổi anh hùng, năm 2013, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường, anh hùng, tại trung tâm xã Hoàng Trường. Tượng đài được làm bằng chất liệu đá, cao 17,1 mét, nặng 170 tấn, được đặt trên khối bê tông cốt thép, cọc chịu lực. Hình tượng chính của tượng đài là một lão ngư với bộ ngực vạm vỡ phanh trần, một tay cầm chiếc mũ rơm, tay còn lại giơ cao ống ngắm của súng máy phòng không 12,7mm. Hai bàn chân bám vào đất mẹ, mắt hướng ra biển khơi. Xung quanh dưới bức tượng đài chính có 4 bức phù điêu rộng 84 m2 làm bằng chất liệu đá, được chạm khắc tinh xảo, thể hiện cảnh chiến đấu dũng cảm của các bô lão cùng các chiến sĩ pháo binh và trung đội nữ dân quân Hoàng Trường, Hoàng Hải và dân quân Nam Ngạn. Hình ảnh hai máy bay của giặc Mỹ bị bắn rơi, cảnh nhân dân vui mừng hò reo chiến thắng. Sau lưng tượng đài là dãy núi Linh Trường sừng sững. Tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng là một công trình có vị trí quan trọng trong lòng nhân dân xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa. Khuôn viên tượng đài còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, xã hội của huyện, xã. Không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo dựng bản sắc văn hóa, tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho con em trong huyện xã, cung cấp những trải nghiệm ý nghĩa về truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng của cha ông cho cộng đồng, du khách khi có dịp ghé thăm. Thời gian qua, nhờ sự đầu tư tôn tạo cùng với việc đưa tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng vào đề án phát triển du lịch của huyện Hoàng Hóa đã giúp cho di tích vừa có điều kiện được bảo tồn, vừa phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử. Địa phương cũng đã quan tâm thực hiện biên soạn, in, phát tờ bướm, giới thiệu về các di tích, các điểm đến trên địa bàn, trong đó có địa điểm tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng. Những việc làm này đã và đang phát huy tác dụng to lớn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng. Làm cho tinh thần bất khuất, anh dũng, quả cảm của các Lão Dân Quân Hoàng Trường lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Tượng đài Lão Quân Hoàng Trường Anh Hùng sừng sững trước biển trời, nơi lưu dấu lịch sử kiên cường, anh dũng của người dân Hoàng Trường, Hoàng Hóa sẽ còn tồn tại mãi, là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ sau tiếp bước. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc một lần nữa đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Có niềm tin quyết thắng vào bản lĩnh, trí tuệ và nội lực Việt Nam. Xây dựng tiềm lực, thế trận, lực lượng quốc phòng trên biển và những nơi có giá trị chiến lược từ chính những người dân Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại được mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bạn có cảm nhận ra sao về ý chí chiến đấu của Trung đội Lão Dân Quân Hoàng Trường? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!